Chào mọi người nhé. Mình là Lan ở trên Yên Thế. Hôm nay mình răng đau suốt rồi cũng đi xuống đây làm răng. Nhưng mà răng bị sâu, mủn mục hết răng, giờ là phải làm lại. Nói chung là nó đau, nó nhức, về ăn không được, ngủ không được, khó chịu. Nó ảnh hưởng sức khỏe nhiều lắm. Nhưng cái răng, đúng là cái răng, cái tóc nó rất là quan trọng. Răng đau, răng nhức suốt ngày, ăn thì không ngon mà ngủ thì cũng không ngủ được. Năm ngoái chị cũng xuống đây nhổ răng một lần rồi. Thì chị cũng tìm hiểu ở trên lên trên Google thì chị search xem là những cái địa điểm uy tín ấy. Ở Bắc Giang đây gần, vì chị là quê ở trên Yên Thế. Thì chị qua làm cho nó tiện, nhưng mọi khi thì cứ hay ra đến ngoài Hà Nội làm cơ. Thì đúng là dùng cả thanh xuân chỉ đi làm răng mà những người ta làm răng đẹp, mình chỉ đi chữa răng sâu thôi ấy. Nói chung là bây giờ mới buổi đầu tiên thì mới điều trị qua để xem là cái bác sĩ bảo là để kiểm tra xem xong xong rồi còn cái tủy có còn giữ được không, nếu tủy mà có bị sâu quá rồi thì lại phải bỏ tủy đi thì cái răng nó cũng mất cái độ bền đi. Thì bây giờ tạm thời điều trị qua qua sơ sơ một tí cũng thấy nó dễ chịu hơn chút rồi. Nói chung là về răng miệng thì thứ nhất là cái hàm răng này nó là cực kỳ quan trọng, và nó không chỉ là về cái thẩm mỹ mà nó lại còn là liên quan đến sức khỏe nữa. Cái hàm răng mà kém thì ăn uống không được là nó ảnh hưởng sức khỏe nhiều lắm. Là hy vọng mọi người là cứ chịu khó đi khám răng, kiểm tra, hay là răng mà có vấn đề là phải kiểm tra ngay, xử lý luôn để cho nó đỡ phải đến lúc mà nó nặng nề quá là phải nhổ mất răng đi, là rất là đáng tiếc. Nói chung là mình đến đây thì được các bác sĩ khám chữa rất là nhiệt tình, rất là chu đáo.